Ok, và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thầy Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Huyền Thoại Hải Tặc Đại Chiến nha anh em. Và hôm nay có cái sự kiện mới, link tải tờ game này mình sẽ để phía dưới phần comment và phần mô tả nhé. Thì sự kiện mới đây, cho anh em xem luôn, sự kiện này là đó chính là vòng quay Luffy Wano may mắn. Diễn ra từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 24 tháng 2 anh em ạ. Chơi ngay thì anh em hãy đăng nhập vào cái link này mình sẽ để phía dưới phần comment ha. Rồi anh em đăng nhập, chọn server và chọn nhân vật của mình vào. Và anh em sẽ cần phải làm nhiệm vụ. Đây, đổi nhiệm vụ. Mình ở server 463 nha anh em. Anh em nào thích có thể lấy về được. Thì chúng ta sẽ để đổi nhân vật anh em ạ. Thêm lượt này, Chúng ta sẽ có 3 cái đó chứ là nhận này, nhận đăng nhập hàng ngày này, chia sẻ này. Anh em chỉ ấn vào đây thôi, xong rồi tắt đi. Là sẽ anh em sẽ nhận được hai cái lượt quay. Ấn vào cái link YouTube. Đấy. Đấy. Như vậy là chúng ta sẽ nhận được 1 này, 2 này, 4 này. Tổng cộng là 5 lượt quay miễn phí mỗi ngày à. Nạp thẻ thì mất là 18.000 thì thôi nhá. Mình sẽ quay, mình có 5 lượt đúng không anh em? Sẽ quay nhỡ đâu được Luffy này, gift code này. Có cả gift code luôn anh em. Xem nào, tôi sẽ cho gift code hay cái gì không. Ok. Mảnh tướng SSL2 à, không hay lắm nhỉ. Tôi cần gift code anh em ạ. Gift code đi. Anh em gặp càng nhiều nick thì sẽ có càng cái tỷ lệ ra gift code à. Chắc chắn là như vậy. Vãi đạn. Rồi. Mình có thể tới đến những cái server khác là mình sẽ lập nick ấy. Thì nó sẽ có tỷ lệ ra gift code nó ngon hơn, kiểu dạng đấy. Toát phùng bia. Thế nhỉ? Ở đây có gift code này. Ok, chúng ta sẽ có tất cả là 3 các loại gift code khác nhau. Và như vậy thì mình sẽ cần phải lập nick anh em ạ. Đây, thì mình sẽ phải lập nick. Mình sẽ phải đổi sang các cái nick bên này để mình lập ha. Rồi. Anh em đợi xíu nha, mình sẽ lập thêm một vài cái nick để sao? Để quay anh em ạ, để tiếp tục quay ha, để kiểu gì nó sẽ ra được cái đổi server này. Chúng ta sẽ server test, mình đổi mở lập một cái server test xem có nhân vật. Anh em có phải đổi nhân vật liên tục vào. Nhớ đâu có mấy code, có 3 loại code. À có 2 code thôi. À 3 code, code Valentine, code Keep, code Luffy, cái code gì gì đây. Chúng ta cần phải đánh đây. Ví dụ như mình thì mình cũng phải lập một vài nick. Anh em lập càng nhiều nick thì cái tỷ lệ mà anh em ra được cái gift code nó càng cao. Kiểu đấy. Đây mình cần phải đến lúc cái đổi tên á. Đến lúc có thể là đổi tên á, mình cần phải hoàn thiện mấy cái này ha. Tên A B C S đấy, để tên nó bất kỳ. Thám hiểm này. Vượt hải này. Có cần phải ấy không? Hay chỉ cần như thế này là được rồi. Chỉ cần lập ác là được rồi. Thử nhá. Đổi nhân vật này. Chúng ta sẽ tới server 66 này. Đấy. Có này anh em. Đổi nhân vật thành công này. Thêm lượt này. Nhận này. Đấy. Chia sẻ này. Đấy. Anh em chỉ cần lập mấy thôi. Anh em chỉ cần lập nick rồi xong rồi anh em ấy thôi. Mỗi một server anh em cho một nick cho mình là được. Thế thôi anh em ạ. Đơn giản đúng không? Thu vòng quay à. Code. Mà tỷ lệ ra cũng không phải dễ anh em nhé. Tỷ lệ ra cái gift code cũng không phải dễ. Toàn ra cái gì này. Những cái này vứt hết. Vãi đạn. Còn một lượt nữa. Cho xin cái code nào. Toàn ra thùng bia anh em ạ. Đừ. Anh em bây giờ chỉ có thoát ra vào lại và ấy thôi. Từ từ ạ. Thế mình bước sang bên này. Mình lập nick thì nhanh lắm anh em ơi. Đập nick thì 2 giây. Đấy. Nạp 30 lượt. Cái này phải nạp anh em. Bạn cần tích lũy 30 lượt để đổi phần quà này. À. Ok, chúng ta lại đổi server thôi. Server tất cả. Server 1 đây. Chỉ cần là anh em vào được cái server và đập được tên thôi là sẽ được nha. Khó phải đấy, khó vào bài cốt lắm anh em ạ. Rồi, tắt cái này đi. Mà vào chưa mộ một lần. Xong rồi cái này cũng thế.
Luffy Kid. Ok. Đây. Mình lập nhiều nhiều tí xong rồi mình ra mình quay luôn một lượt tất thể anh em ạ. Server 1. S123SS rồi, lưu. Rồi, sau khi xong thì anh em hãy thoát ra vào lại thế thôi. Anh em lại vào lại cái huyền thoại hải tặc này thôi. Trong quá trình nó loát thì chúng ta đi quay à. Đổi nhân vật này. Đấy. Đổi nhân vật này, lịch sử này, gift code ớ. Gift code đâu? Tổng số lượt quay gift code là sao? Cái này đã được gift code đâu nào nhỉ? Hay ảo nhỉ? Ảo ma thật sự luôn. Rồi anh em ơi, đã xong. Quay đi. Có 5 lượt mà. Đấy, tỷ lệ có vẻ là sẽ vào đấy, vào cốt đấy. Ui, gần vào rồi đấy. Gần vào rồi anh em ơi. Ô, nó bị lag à? Khó phết anh em ạ. Không 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 đơn giản là cứ vào là được. Ok, chúng ta sẽ chơi ở S2 nha. Lại phải đợi. Săn gift code mệt phết đấy anh em, không đơn giản. Không đơn giản để chơi cái săn cái gift code này nhưng mà mình thấy nó cũng hay. Anh em cứ làm theo cách của mình là kiểu gì anh em cũng sẽ có, rồi mình sẽ thử nốt một lần nữa nhá. Xem có được không nhá. Anh em chỉ cần vào đây và ấy thôi. Chiêu mộ hai cái nhỏ nhỏ thôi, xong rồi đổi tên thôi, S2. Ok. Chứ mà sao mình đều cái gift code nhỉ? Sao nó ghi là mình đều một cái gift code ta? Hơi ảo ma Canada nhỉ? Lịch sử này. À, lịch sử. Lịch sử của mỗi cái nó sẽ khác nhau anh em ạ nhá. S2. Đấy. Có nhân vật là được, cứ có nhân vật là được. Ok, nhưng vậy là ngày mai chỉ nhận thêm được một lượt nữa thôi anh em ạ. Theo như mình thấy là ngày mai là anh em làm này thì sẽ kiếm được cái gift code nó nhanh hơn ấy, kiểu thế. Chứ làm kiểu kia thì nó hơi bị khó nhằn à. Chẳng lẽ không được cái gift code nào chăng bạn trẻ? Cứ thôi một cái thôi. Ôi giời ơi, toàn bị vào cái thằng này chắc là khó này. Thôi toàn rồi. Gift code. Trời ơi. Mẹ. Ui, toàn đồng biển. Stop rồi anh em ạ, stop rồi nha. Stop rồi, stop rồi. Ok, thôi trở lại với nick chính của chúng ta nhé. Chơi tí thử thôi xem, để mai, để tối tối mình rảnh rảnh rồi mình săn code xem có ra là cái gì không. Săn hip code ra có ra cái gì cho anh em không. Không ra, khó ra phết đấy. Ok, để tí sau đi. Thêm một thùng bia, ba thùng bia, thêm 5 mảnh à. Không có gì là nhiều lắm. Vẫn là nick chính thôi, vẫn nick chính để ta chơi thôi. Cửa hàng sô cô la, bánh đa sữa đậu nành. Chúng ta làm sao để kiếm được thêm sô cô la bây giờ nhỉ? Cái này chỉ kiếm thêm một cái thôi. Thế nên để pháo để bắn nhau thôi, pháo để bắn thằng Akainu thôi. Mình không thích lắm. Báo hiệu range, tóc có 4 lá, có áo huyền thoại. Làm nào để kiếm được thêm ấy nhỉ? Khó thật. Bot Akainu, mỗi ngày đánh được một lần. Đùa. Ê, ôi, 5 thùng bia đấy. 300 game luôn. Gớm gớm phết nhỉ. Ơ, mình chưa mộ được cái thuyền viên này rồi mà nhỉ? Capo chiến thần thú. Ờ, không có sự kiện gì rồi, hôm qua lag quá, hôm qua mạng lag dã man, hôm nay thì nó trở lại rồi. 200 để được tướng SS xịn. Nhưng mà chắc là không còn cửa hàng sô cô la đâu, chắc hết sô cô la rồi. Mình nghĩ thế mình sẽ mua cái này đi. Để đổi ra một vị tướng nào đấy anh em ạ, được không? Mở tướng là vẫn thích.
Vãi cả nồi được thằng Enel ạ. À, cuộc đời không có gì đen hơn được thằng Enel luôn. Thằng Enel gọi là đen 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 nhất của đất luôn anh em. Rồi. Thế rồi mình không cho Luffy Wano của mình vào à. Luffy Wano vào thì khác hẳn chứ anh em. Rồi. Ui ôi. Mochi. Mochi với tôi. Xong. À. Chơi lại quên không cho Luffy Wano vào rồi. Cái sự kiện này khá hay. Nhưng mà hiện tại thì mình cũng tỷ lệ mình chưa ra được code à. Anh em có code không? Lịch sử này là cũng không có đâu anh em. Nhân vật nào anh em lấy gift code thì anh em phải vào cái phần phần lịch sử ấy. Đây này. Ví dụ như thế này này. Anh em phải vào lịch sử này. Nó sẽ có code, nó sẽ hiện đây luôn này. Phải lập nhiều nick anh em nhá. Anh em lập càng nhiều nick càng tốt. Anh em là càng chăm chỉ thì sẽ càng có gift code thế thôi. Nó có 3 gift code nho nhỏ. 14 tháng 2 Valentine. Ôi chết rồi, sao mình không để dành nhỉ? Kiểu gì cũng sẽ có ấy cho mà xem. Kiểu gì cũng sẽ có cái sô-cô-la cho mà xem. Nhưng mà mình không để dành rồi. Mình lại tiêu mất rồi. Tiêu mất rồi thì phải chấp nhận thôi. Biết làm sao bây giờ. Ok anh em, ấn đóng này. Vượt ải này, mình hết vượt ải rồi. Đến đây là mình đến tận cùng rồi. Nhiệm vụ này, nhận thưởng này. Chiêu mộ hải tặc, ok. Little 5, chiêu mộ đây đi. Buggy. Rồi, chúng ta đã chiêu mộ xong. Nhận thưởng này, nhận thưởng này. Đổi belly 2 lần anh em ạ. Miễn phí này, 1, 2 này, 3 này. Đấy, đã đổi xong. Nhiệm vụ này, ấn nhận thưởng này, nhận thưởng này. Thì hoàn thành hai cái nhiệm vụ của tổng bộ anh em ạ. Được. Có nhiệm vụ gì thì cứ làm hết thôi. Nhận này. Nhận này. Nhận này. Nhận hết luôn. Bảo có cái gì nhận hết luôn mà. Chả để dành cái gì cả. Rồi. Ôi trời. Cũng được. Không vấn đề gì. Rồi anh em nhá. Ấn vào nhiệm vụ. Đã xong. Còn khá nhiều thứ đấy. Thôi, hôm nay chỉ giới thiệu cái sự kiện này thôi nhá. Và xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em nhá.